thì mọi người cứ cho bột vừa phải thôi nha, tại một lát mình còn thả cái nhân vào ấy, mình sẽ cho bột vào. Hello mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một món ăn rất là dân dã của miền Tây. Thì mọi người muốn biết mình làm món gì thì mọi người hãy theo chân mình nha. Thì trước tiên mình sẽ lột dừa nha. Ở mình á, thì đa số làm những cái loại bánh á, thì lúc nào cũng cần nguyên liệu chính hay là nguyên liệu phụ đều cũng vẫn là dùng dừa. Tại vì dừa thì nó khá là dễ trồng. Các loại bánh dân gian thì đa số mọi người sẽ dùng dừa. Dừa thì sẽ cho bánh nó thêm ngọt và nó có thêm độ béo. Xe dừa nó cứng quá vậy. Trời quá trời bánh ngã chứ dừa mỏi cơ quá. Con nữ ngồi tập dừa. Cô gái lực địa. Tôi thấy nó bày nhảy. Tôi thấy nó bày nhảy vậy đó. Chị biết lột dừa không, chị lột đi. Em lột được vậy là may rồi đó. Chứ nói gì là hồi em buồn nó trời. Em khóc cái anh gì mát má em. Em không có biết lột dừa. Hồi xưa người ta hay nạo bằng bàn nạo dừa thì nó sẽ làm bằng bàn nạo này nha. Còn bây giờ là nó tiện nghi hơn thì người ta sẽ làm ra được cái bàn nạo là sẵn có cái ghế ngồi luôn, nó sẽ dễ nạo hơn. Thì bây giờ mình sẽ nạo dừa nha. Mà nói gì nói em cho mấy nước lọc vô. Thì mình đã dắt nước cốt dừa xong á, thì bây giờ mình sẽ cho bột đổ bánh vào nha. Hôm nay mình sử dụng bột đổ bánh xèo nha. Rồi mình sẽ cho bột vào lần lần để nó sẽ không có bị đóng cục lại nha.
Sau khi mình cho một ít bột vào thì mình thấy nó hơi đặc đó, nên là mình sẽ cho thêm một ít nước cốt dừa hồi nãy mình đã vắt vào nha. Mình sẽ cho hết luôn cái phần bột còn lại luôn. Không có nhão. Sau khi cho bột xong hết đó thì mình sẽ tán đều ra để nó không bị đóng cục với lại ốc trâu như thế này nha. Thì sau khi quậy đều nó đã tan bớt ốc trâu á thì bây giờ sẽ bỏ muối đường bột ngọt vô nha. Trước tiên mình sẽ cho một ít muối vào. Mình sẽ cho bột ngọt. Và tiếp theo không thể thiếu nó là đường nha. Sau đó thì tán nhiều đều lên rồi sẽ bỏ thêm một ít hành lá vào cho thơm với lại có một ít mèo nha. Và yên tâm. Tôi sợ bà quá. À, giờ sẽ ít hành lá vào. Trong cái thời gian mình đợi bột á thì cho nó tan hết á, thì bây giờ mình sẽ lật hết cái phần rau này ra nha. Giờ mình sẽ lật xà lách nha. Nay mình thì mọi người chắc cũng biết là mình đổ bánh gì rồi đúng không? Thì cái này là mình lật cái món rau này để một lát mình sẽ ăn cùng với bánh khọt. Salad thì cũng khá là dễ làm, thì bây giờ mình chỉ cần lấy salad nguyên, cái nào sâu hay là nó có bị úng á thì mình bỏ ra nha. À, salad thì có một mớ, rồi mình sẽ lật phần rau thơm với lại rau diếp cá. Lấy ăn rau thơm thì lấy rau thơm, ăn diếp cá chứ không có để chung nha. Tại vì để chung lộn xộn thì nó sẽ khó lấy. Mình sẽ bào sợi như thế này để một lát mình làm nước mắm ăn chung với lại rau nha. Ừ, đúng rồi.
mình sẽ cho củ cải đỏ và củ cải trắng vào chung luôn. Giờ mình sẽ cho đường vào. Mình sẽ cho thêm một ít muối nữa. Sau khi trộn đều vậy sẽ đi đập một ít tỏi bảo vào nha. Ớt với lại tỏi này thì mình bỏ vô đây mình ngâm một ít, để một lát mình bỏ vào nước mắm, ăn chung với nước mắm nha. Cái này là mình làm vui chua để một chút nữa mình sẽ ăn cùng với nước mắm với lại bánh khọt nha. Mình sẽ cho một xíu giấm nha. Rồi mình để bây giờ cho nó thấm, giờ trong khi thời gian mình để cho dưa chua thấm thì mình sẽ đi xào nhân nha. Ở bánh khọt hôm nay thì mình sẽ làm ba nhân, đó là nhân thịt với lại nhân hến và nhân đậu xanh. Thì bây giờ mình sẽ làm, mình sẽ xào nhân thịt trước nha. Thì cái này mình sẽ nêm bỏ một ít đường, là một ít muối, một ít ngọt nha. Thì mình sẽ cho nước mắm vô tô. Thì mình bỏ nước mắm xong rồi, bây giờ mình sẽ bỏ đường với lại muối với miếng bột ngọt vô trước nha. Mình sẽ cho một tí nước vào, yên tâm mình sẽ quay đều ra nha.
Thì trong cái thời gian mình đợi cái chảo nó khô nước với lại nó nóng lên đó, thì bây giờ mình sẽ dẹp cái cọng chuối này ra để một lát mình sẽ quét dầu cho nó dễ hơn nha. Khi mình sẽ xong thì mình sẽ đè như thế này cho nó dẹp xuống, nên một lát mình có thể chấm bây giờ để mình dễ quét hơn nha. Nãy giờ mình cũng chụm thì bây giờ cái bếp cái này nó cũng nóng mà, bây giờ mình sẽ tha dầu lên. Đây cái cọng dừa hồi nãy mình đã chẻ, bây giờ mình sẽ quét dầu vô đây nha. Mọi người cứ quét nhiều dầu vào cho nó dễ chốc hơn, không có quét nhiều dầu thì nó sẽ dính á. Ok, cứ quét nhiều dầu vào không có sao hết nha. Dạ nghe. Dạ. Nước cho chuối. Đúng rồi, mẫu quá, cái chuối. Giờ mình quét dầu xong thì mình sẽ đợi một tí nữa cho dầu nó nóng thì mình sẽ cho bột với lại nhân vào nha. Thì mọi người cứ cho bột vừa phải thôi nha, tại một lát mình còn thả cái nhân vào ấy. Mình sẽ cho bột vào. Đây rồi, tí nữa bấm. Ok, thì bây giờ sẽ cho nhân vô luôn. Rồi mình sẽ cho nhân thịt vào nha. Cho nó bắt mắt giống chị Hiền kêu gì đó. Mà là đậu xanh nghe nó dính sao mắc quá, một con bánh khá là bất ổn. Hồi nãy con không bỏ vô đậu, nó đang ở xung quanh nó đi, đừng để tránh giữa. Dạ cô, ấy bọc lên bỏ nước dừa mà làm vậy. Ở đâu vậy? Wow. Thì bây giờ mình sẽ ăn bánh phở đây nha. Đúng rồi, đẹp rồi đó em. Mình sẽ ập xuống như thế này cho bột nó chín nha. Hãy
Thì bây giờ mình sẽ lấy bánh khọt ra nha. Wow. Ê, hồi ghét cái nó kìa. Có như vậy. Thằng bạn nó hay vô rủi rồi đó, chính nhất à. Bạn nó cũng lúc à. Cũng lúc à. Để em cho nhân vô xong rồi em xử nó sao. Nhiều anh kêu nhiều nhiều em cho nhiều nhiều anh. Nó không có khác, tại cái miếng đó là nó hơi lâu một tí. Ý, chán quá. Cái màu ngồng lòi thì chắc mẹ khé là mất khét luôn. Cái mắt quá. Xong rồi. Ok. Được rồi. Rồi. Nhà của máy chính là thì lắp nghe nha. Thì mình làm xong miệng bánh khọt rồi, thì bây giờ mình cùng mọi người cùng ăn bánh khọt với mình nha. Rồi mình sẽ ăn bánh khọt, cái này là mình ăn với lại thịt nha, cái bánh khọt thịt. Với lại mình kèm rau vào nha. Bây giờ thì mình sẽ chấm một miếng nước mắm. Bánh thì dày, có thêm rau thì nó có độ sực sực, và cái viền bánh thì nó khá là giòn luôn. Viền bánh tại vì mình nướng á, chung là mình đang làm á, cái nó dạng như là nó hơi vàng ôm một tí, cái nó bắt đầu nó giòn nhẹ nên là ăn khá là ổn luôn. Thì cái món bánh khọt này cũng rất là dễ làm á, thì mọi người có thể làm thử giống mình ăn nha. Thì video của mình ở đây đã kết thúc, thì hẹn mọi người ở video tiếp theo. Mọi người thấy video này hãy like và subscribe cho mình nha. Bye mọi người.